vâng, quý khán thính giả của Đài RTN đang đến với chương trình Hội thoại cộng đồng cùng với Trâm Anh. Hôm nay thì Trâm Anh có hai vị khách rất là đặc biệt, đó là cô Tâm Hạnh cũng như là Hạnh Ngọc. Xin chào hai vị. Dạ, Tâm Hạnh cũng xin kính chào Đài RTN và chào cô Trâm Anh. Dạ, Hạnh Ngọc xin kính chào tất cả khán thính giả của đài truyền hình SGN và chị Trâm Anh. Dạ vâng, hôm nay đặc biệt là chúng tôi có cái cuộc hội thoại là bởi vì là Trâm Anh được biết rằng là chúng ta có một sự đại bi quang lâm của Hòa Thượng Viên Minh đến từ Việt Nam để tổ chức 3 ngày tu học là ngày 17, 18, 19. Sắp tới đây thì cô Tâm Hạnh là trưởng ban tổ chức, xin cô có thể chia sẻ với khán thính giả chi tiết rõ ràng về cái lớp khóa tu học này được không ạ? Dạ, thưa dân, kính thưa quý đồng hương và Phật tử, thì Trung tâm Tu học Thuận Pháp cũng như cái hạnh nguyện là mỗi hàng tháng sẽ mở ra một khóa tu trong 3 ngày. Và lần này cũng là nhân một cái dịp vào lễ Vesak. Lễ Vesak cũng gọi là đặc biệt là gọi là ngày lễ tâm hợp, thì nó trùng vào 3 sự kiện, đó là Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì cái lễ đó nó rất là có thể nói nó rất là trang nghiêm và tôn quý đối với người Phật tử của chúng ta. Cho nên nhân dịp này cũng Hòa Thượng Viên Minh, vị trưởng lão của Tổ đình Bửu Long từ ở Việt Nam, và Ngài sẽ đến tại Mỹ Châu này để mà có thể cho rất là một vài những đạo tràng ở nơi tại Mỹ Châu đón rước Ngài để mà giảng Pháp. Thì nhằm vào ngày rằm tháng 4 là cái ngày trăng tròn, với cái ngày mà gọi là mọi người ai cũng đều hân hoan chào đón cái ngày lễ đó, thì lễ Vesak cũng lại được quốc tế đó, chị Trâm Anh đã công nhận đó là một ngày lễ tam hợp, là 3 sự kiện nó đều xảy ra trong vào ngày rằm tháng 4. Cho nên chúng ta sẽ có một dịp để mà chào đón cùng ngài mừng cái ngày lễ đại lễ đó. Thì chúng tôi cũng nhân tiện đó mở một khóa tu, và khóa tu đó 3 ngày, đó là vào nhằm ngày 17, 18, 19 và từ lúc 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Dạ. Dạ thưa vâng, khi mà chúng ta nói về những cái khóa tu á thì nó bao hàm rất là nhiều cái ý nghĩa trong đó. Cô Tâm Hạnh có thể chia sẻ với Trâm Anh cũng như quý khán thính giả là cái khóa tu này giúp cho những Phật tử học hỏi thêm mấy cái gì về giáo lý nhà Phật, hay là về một cái phương diện nào đó, giống như là Trâm Anh được biết Hòa Thượng Viên Minh là một người rất là giỏi về thiền. Thì ba cái ngày này mình mở cái khóa tu như vậy thì ngài dạy Phật tử về thiền định, hay là ngài chỉ là thuyết pháp về những cái sự giữa con người với con người, về những lời dạy của Đức Phật, thì cô Tâm Hạnh có thể chia sẻ rõ hơn một chút nữa được không ạ? Dạ thưa dân, thưa chị Trâm Anh và thưa tất cả quý khán giả đồng hương Phật tử, Hòa Thượng Viên Minh là một vị, một ngài là tu tập là năm nay ngài đã là 76 tuổi, và ngài cũng là một vị coi như là trưởng lão của tại Tổ đình Bửu Long, mà một ngôi chùa rất là có thể nói vào hàng mà rất là kỳ quan của ngay tại Việt Nam mình. Thì với hạnh nguyện của ngài, với những cái sự thao thức và nhu cầu của Phật tử mọi nơi, thì vẫn rước mời ngài về để giảng dạy, bởi vì ngài có một cái rất là đặc biệt là dù rằng nói về thiền nhưng mà ngài đưa cái thiền nó vào đời sống. Tất nhiên là không phải thiền để mà mình ngồi yên để mà tĩnh tâm, mà mình làm sao thấy được, hiểu được, mình nếm được những cái điều mà gọi là mới lạ, trong sáng trong cuộc sống của chính mình, để mà giải quyết tất cả mọi khó khăn và trở ngại. Thí dụ cụ thể nhất là có nhiều người rất là có những sự đau khổ, hay là có những khó khăn từ trong sự tu tập cho tới cái hoàn cảnh gia đình, thì tất cả mọi thắc mắc nào đến với ngài, ngài cũng là người giống như mà gỡ ra những khúc mắc đó cho người ta trở về với cái nguyên lý của cái sự tự nhiên trong đời sống của chính mình. Chính nhờ như vậy mà rất là nhiều người khắp năm châu đều rất là tri ân ngài. Và hơn thế nữa, ngài lại có thêm một cái gọi là mở ra một cái website gọi là Trung tâm Hộ Tâm Đắc Ọt. Và
mình có thể bất cứ lúc nào một cái thắc mắc gì thì viết những câu hỏi đó, và dù rằng Ngài bôn ba tất cả mọi nơi, Ngài vẫn không bao giờ bỏ sót để mà không trả lời những cái câu hỏi của mình. Đó là sự từ bi vô cùng và cũng trí tuệ vô cùng từ nơi Ngài. Dạ vâng, cảm ơn chị Tâm Hạnh. Kính thưa quý vị, là khi mà chúng ta nói về những cái khóa tu học thì thường thường thì chúng ta thường nghe nói là thôi giờ tôi già rồi, tôi không bận rộn con cái, tôi mới đi tu. Còn những người trẻ thì họ rất là bận rộn với công ăn việc làm, chồng con, nên không ai tu hết. Thành thử những cái khóa tu học thì Tâm Hạnh tới dự rất là nhiều và cảm nhận rằng là ta là người lớn không. Nhưng mà hôm nay thì có sự xuất hiện của Hạnh Ngọc ở đây, đó là thế hệ thứ ba. Quý vị thấy đó, chị Tâm Hạnh, Tâm Hạnh ở đây là thế hệ đầu tiên nè, thế hệ nhì nè, bây giờ thứ ba. Sự ngạc nhiên ở đây là không biết tại sao Hạnh Ngọc tham dự cái buổi hội thoại hôm nay, và Hạnh Ngọc có thể chia sẻ cho chị Trâm Anh cũng như quý khán thính giả là em có từng bao giờ tham dự những cái khóa tu học hay không? Dạ, thì em được biết đến Đạo Phật cách đây một năm. Thì đây là năm thứ hai em biết đến Đạo Phật, thì em rất là biết ơn. Tại vì trước lúc đó khi mà mình không có sự dẫn dắt hay hiểu về Đạo Pháp á, thì cuộc sống mình nó có những cái khúc mắc mình không có biết cách giải quyết vào tận gốc rễ. Nhưng mà khi em biết đến Đạo Phật á, thì đến khóa tu thì mỗi em có duyên em được đến với chỗ tu học Thuận Pháp của cô Tâm Hạnh. Thì hàng tháng hồi đó khi mới biết á, lúc nào cũng mong đến tháng để được đi nghe học hết. Thì đến nay có thể nói em chắc được hơn 10 khóa tu mỗi tháng. Thì em rất là hạnh phúc khi mà biết được đến Đạo Phật. Nhưng mà em có thể chia sẻ cái cơ duyên nào mà em tham dự với khóa tu học? Tại vì thường thường trẻ là họ cứ để thời gian đi chơi với bạn bè thôi, chứ họ không có thích tới những cái chỗ đó vì nó rất là chán. Chị Trâm Anh nghe phản hồi là họ rất là chán, là tại vì các vị sư họ chỉ nói theo một cái cách nhìn là của một vị chân tu, còn cái thực tế ngoài đời của chúng ta thì nó thực sự nó rất là khác. Mình nghe thì mình nghe đó, nhưng mà mình hiểu được bao nhiêu mới là quan trọng. Thì cái ngạc nhiên của chị Trâm Anh là tại sao em còn trẻ mà em lại ngộ ra được và em hấp thụ, mình ví dụ cái chữ là gọi là hấp thụ một cái sự tinh tế trong cái đạo pháp của Đạo Phật của chúng ta. Em có thể chia sẻ rõ hơn chút nữa không? Dạ, thì thực sự cái niềm vui hạnh phúc mà ngoài đời á, nó khác với lại cái niềm vui khi mình hiểu về đạo. Thì hồi đó cơ duyên là nhờ mẹ em bắt đầu mới biết về Đạo Phật, thì mẹ chia sẻ. Mẹ ở Việt Nam nhưng mà mẹ nói là ở Houston có bạn á, thì giới thiệu. Thì em được chị bạn giới thiệu đến đi tu học. Thì khi mà mình hiểu, bắt đầu lúc đó nghe chưa hiểu gì đâu, nhưng mà mình tự nhiên mình có một niềm vui nó nhẹ nhàng mà nó sâu sắc lắm. Thì cái niềm vui đó em thấy nó cuốn hút mình, nó cho mình một cái sự hạnh phúc khác hơn cái những cái hạnh phúc mình tìm kiếm bên ngoài. Dạ vâng, kính thưa quý vị, là vừa rồi là sự chia sẻ của Hạnh Ngọc đó, một cái thế hệ rất là trẻ, quý vị thấy không? Và Trâm Anh cũng như cô Tâm Hạnh ở đây rất là tha thiết kêu gọi quý vị ngày 17, 18, 19 sắp tới đây của tháng 5, quý vị có thể nhín chút thời gian từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều để tham dự ba cái ngày gọi là ba cái lớp tu học do Hòa Thượng Viên Minh đến từ Việt Nam. Quý vị nếu mà quý vị muốn biết về lịch sử của Ngài thì rất là dễ, cho mình không có cần phải nói với quý vị, là quý vị có thể Google là ra hết luôn á. Thì địa chỉ của chúng tôi là 504 FM 1092 Stafford 77477. Và một lần nữa Trâm Anh xin nhắc lại, 504 FM 1092 Stafford 77477. Quý vị sẽ tới cái địa chỉ đó, hoặc là có thể liên lạc trực tiếp với cô Tâm Hạnh. Cô Tâm Hạnh có thể chia sẻ cái số phone của cô Tâm Hạnh cho mọi người để mà họ biết, họ gọi cô, để giống như là mình phải cái ghi danh trước không ạ? Dạ, thưa cảm ơn Trâm Anh. Thật ra không cần ghi danh, tại vì hội trường Thuận Pháp thì cũng chỗ rất là rộng rãi và luôn luôn take care từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thì chúng ta sẽ có những thời ngồi thiền rồi nghe được giảng pháp, rồi chúng tôi sẽ lo trong ban tu học sẽ lo về vấn đề thực phẩm để quý vị dùng vào buổi trưa, và sau đó nghỉ trưa rồi chúng ta lại ra lại tiếp tục để học. Cho nên cái thời gian đến đó phải nói là một cái thời gian đã được những người gọi là những người có tấm lòng
sẵn sàng cống hiến tài lực, năng lực, tâm lực của mình để mà phụng sự cho tất cả những vị đến học đạo. Thì cái ước mơ là chúng ta sẽ được gần gũi bên nhau để mà có một cái thời gian ngắn ngủi trong một tháng, chúng ta dành đó chừng được vài ngày, có khi hai ngày, có khi ba ngày, có khi là một ngày, nhưng mà chúng ta sẽ có những thời gian thật là bình an và mình sống trong một cái sự gọi là rất là hài hòa và nghe được những bài pháp vi diệu. Mà chắc chắn với cái 6 năm vừa qua thì có thể nói cái khóa tu học kỳ này là kỳ thứ 58, thì mình nhận thấy rằng các bạn đồng tu ít ra cũng thấm nhập, cũng đã có nhiều lợi lạc ở trong cái khóa tu. Điển hình giống như em Hạnh Ngọc vừa nói, cháu nó đến khoảng mới có 10 khóa tu thôi, nhưng mà cũng đã cảm thấy có nhiều cái học hỏi rất là hay để mà mình có thể giải quyết những cái vấn đề mà gọi là trong cái cuộc sống này nó có quá nhiều phức tạp. Nhiều phức tạp lắm, mà nhất là các em trẻ có rất là nhiều những cái gợn sóng á. Nhưng mà khi mà có một chút căn bản về trong Phật pháp rồi á thì nó rất là đặc biệt, là tự mình sẽ tháo gỡ lấy một cách gọi là nhẹ nhàng, có phải vậy không Hồng Ngọc? Dạ đúng rồi ạ. Dạ vâng, quý vị thấy rồi á, là khi mà chúng ta cái tới một cái tuổi mà gọi là chững chạc nhất á, là gọi là chúng ta gọi là tuổi xế chiều ha, thì chúng ta mới nói là thôi giờ tôi phải vội tôi tu á, chứ còn giờ tôi nó muộn. Nhưng mà kính thưa với quý vị là 10 năm về trước, Trâm Anh đã coi như là buông bỏ mọi thứ và đã tự mình tìm tới cái đường chân lý của giáo lý nhà Phật để mà giống như là mình tự tìm hiểu lấy. Tại vì bây giờ nếu mà nói là tìm một cái vị thầy giỏi á, thì cái phước duyên của mình chưa chắc đã đủ để mà có được một cái phước duyên đó. Thôi thì tự tìm tòi, tự học lấy, thì cũng nhờ Phật thương. Thành thử ra là tham dự rất là nhiều cái khóa tu học, rồi đi tới những cái ngôi chùa rất là xa, rất là hẻo lánh, mà lủi thủi đi cũng không có nói với ai biết, mà họ cũng cũng như là mình không có cần ai phải welcome mình, mà cũng không có chào đón gì hết, chỉ tới tham dự một cách rất là lặng lẽ. Và từ trong đó thì mình nhìn xung quanh là toàn những người lớn thôi, mình là nhỏ nhất. Thì lúc đó Trâm Anh mới có 30 mấy tuổi thôi, thì nhiều cô mới ngạc nhiên hỏi là cái mặt này vô đây làm gì, thì mình cũng cười cười, tại vì mình cũng thực sự mình cũng không có hiểu được là mình vào đây để làm cái gì. Thật sự sau một khoảng thời gian thì ngộ ra rất là nhiều thứ nha quý vị nha. Cái tâm của mình á, khi mà chúng ta không điều khiển được cái tâm của chúng ta thì nó xảy ra rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện. Đúng. Mà ngày xưa Trâm Anh không hề biết cái tâm là cái tạo ra nghiệp lớn nhất luôn. Cái thứ hai nữa, cái hạnh nguyện mà gọi là chịu lắng nghe nó khó vô vàn quý vị. Ai nói cũng được hết, ai cũng thích nói hết, người nào cũng nói, nhưng mà nghe thì không ai muốn nghe hết. Thì cái đó là cái mà Trâm Anh được một cái duyên, là một vị sư phụ đã truyền lại cho Trâm Anh cái sự lắng nghe. Mỗi cái người mỗi cái duyên nó khác nhau, và chị Trâm Anh cảm thấy rất là vui. Một người trẻ tuổi như Hạnh Ngọc nói như cô Tâm Hạnh á, thì chuyện nó rất là thường, là tại vì với cái lứa tuổi của cô thì phải nói là thấm nhuần Phật pháp. Nhưng mà cái tuổi của Trâm Anh á thì cũng có nhiều người là nói thôi không có chọn đường đó đâu. Nhưng mà ngạc nhiên nữa là Hạnh Ngọc rất là trẻ, nhưng mà Hạnh Ngọc lại dấn thân vào, chịu khó dự những cái khóa tu học. Nó khó lắm, tại vì nó rất là dài, đôi khi có những đêm á là ngủ được có vài tiếng thôi đó. Là 4 giờ sáng chị Trâm Anh phải dậy rồi. Đúng. Để cùng sinh hoạt với mọi người. Em biết không, có lúc mình phải ngồi bất động 3-4 tiếng đồng hồ, mà chị không hiểu tại sao phải ngồi bất động như thế này. Ngứa ngáy lắm, khó chịu lắm, đủ thứ hết. Nhưng cuối cuộc rồi thì chị cũng nhận ra một thứ rằng ngứa thì là biết ngứa, ồn thì cứ để cho nó ồn. Đúng không? Biết ngứa nhưng mà không đưa tay gãi. Ồn thì cứ cho nó ồn. Tiếng động đi tới đi lui, có một người đi tới lui, mình biết có người đi tới đi lui. Lúc đó tự nhiên mình cảm nhận và tự nhiên mình thấy đây chính là mình nè. Mình là mình đây nè. Còn ngày xưa mình không phải là mình. Đúng. Cho chị hỏi thăm Trâm Anh một điều là em qua đây như vậy chắc cũng lâu rồi phải không ạ? Dạ lâu rồi. Dạ, vậy thì em đã có từng chắc cũng có tham dự những cái khóa tu ở bên này chưa? Dạ thưa có. Nhưng mà những ngôi chùa rất là nghèo.
nghèo à. Không phải là Trâm Anh tới đó để dự tu học, mà giống như là Trâm Anh là một người tham dự những cái buổi thuyết trình mà cho những ngôi chùa rất là hẻo lánh, không có người giúp. Trâm Anh không có muốn giấu giếm với quý vị là Trâm Anh từng ngày xưa từng là một cô ca sĩ đi hát cho chùa. Yeah. Thì có những ngôi chùa rất là nghèo, không có tiền mướn ca sĩ, dột tới nỗi là Trâm Anh bước vào một cái ngôi chùa là cái nóc là nó không có luôn đó. Yeah. Mình có thể nhìn xuyên qua, mình thấy cả bầu trời luôn. Ở bên đây đó. Dạ, ở Atlanta. Dạ. Thì Trâm Anh tới đó để mà hát, để mà xin tiền quỹ cho quý vị. Rồi thì Trâm Anh có cái tật là cái thích nói đó, giống như là sư phụ Trâm Anh nói, lắng nghe thì khó nhưng mà nói thì rất là giỏi. Thì mới đứng nói thì các sư phụ các ni thấy nói chuyện với cái tâm rất là chân thành thì mới nói thôi con chia sẻ với Phật tử đi, giúp những người mà họ có những cái hoạn nạn. Và từ đó thì Trâm Anh đã học cái cách chia sẻ với những người trẻ tuổi hơn mình, những cái đau khổ, những cái đau thương, những cái kinh nghiệm sống mà mình đã vượt qua. Và nhờ có đạo Phật thì mình mới đứng vững tới ngày hôm nay, và mình không bao giờ mất cái lòng tin đó hết. Cho dù mình có khổ cỡ nào, mình vẫn có một cái lòng tin là phía trước của mình con đường vẫn tươi sáng, vẫn có ánh sáng hào quang của Đức Phật đứng ở phía trước. Và nếu mình làm chuyện tốt, làm chuyện hay, mình cứ đi đường thẳng đi, rồi mình sẽ ra khỏi cái cửa tâm tối này, và cái cửa sáng nhất nó đang đợi mình ở phía trước mặt. Và Trâm Anh đã đi qua, thưa quý vị. Wow. Dạ vâng. Thì rồi, thời gian thì chúng ta đã không có còn nữa, thì chúng ta phải chia tay với khán thính giả thôi. Thì cô Tâm Hạnh muốn chia sẻ cái gì trước khi chúng ta chia tay với khán thính giả không ạ? Thì thường thì trong những khóa tu, người ta cũng đặt ra một vấn đề đó, hỏi mình là có phải đóng lệ phí nào không, có cần phải ghi danh không. Thì cũng nhân tiện đây, Tâm Hạnh cũng xin chia sẻ là khóa tu học của ở tại Trung tâm Tu học Thuận Pháp đã trải nghiệm qua 6 năm rồi và cũng không bao giờ có hề đặt ra một vấn đề nào hết. Dạ, thành thử ra là chúng ta có thể đến học, và cần nhất là biết được cái địa chỉ, mà địa chỉ ở nơi đó nó cũng hơi nghe đó, FM 1092 đó, Trâm Anh biết không, người ta tưởng đâu sai nhưng mà thật sự ra nó là cái đường Mật Phi đó. À, đường Mật Phi với đường 90 đó, nó cũng gần thôi. Hôm nào có dịp thì mời Trâm Anh tới ghé lại một chút. Và kế tiếp nữa đó, thì trong cái dịp này thì trong ban tu học cũng có cái nhà ý để mà in ấn một ít sách ra để tặng cho những quyển sách mà giá trị của hai nhị vị đại lão hòa thượng, đó là hòa thượng Viên Minh và hòa thượng Giới Đức, gọi là hoàng thượng Giới Đức, gọi là bút hiệu là Triệu Tâm Ảnh. Dạ. Thành thử ra nếu mà mình có thể đến được trong những ngày đó, để thứ nhất là dự 3 ngày trong khóa tu, thứ hai nữa là chúng ta cũng dự một cùng nhau lễ mừng cái ngày của Đức Phật thành đạo, Đức Phật đản sanh và Đức Phật nhập niết bàn. Và cuối cùng nữa thì chúng ta cũng nhận được một cái điều mà Tâm Hạnh phải thành thật chia sẻ cùng tất cả quý đồng hương và Phật tử. Thì cái đức và Giới Đức và cũng như cái phạm hạnh của ngài đã có thể đi chia đến cho chúng ta một cái từ trường, và trong những buổi tu học đối với ngài nó rất là tự nhiên, không có những cái sự gò bó nào hết. Và chúng ta nếu có những thắc mắc nào thật sự ở trong cái đời sống, về trong sự tu tập cũng như trong đời sống hiện tại hàng ngày, chúng ta có thể hỏi ngài và ngài sẽ giải đáp cho chúng ta tất cả mọi thắc mắc, và chúng ta sẽ có một giờ khóa khắc mà gọi là nhận được cái từ trường tâm bi. Dạ. Từ nơi ngài cái năng lượng đó đem đến chúng ta những sự an lạc, bình an. Dạ, và hạnh phúc. Dạ vâng. Một lần nữa thì Trâm Anh tha thiết kêu gọi quý vị tới dự cái lớp tu học gồm có 3 ngày 17, 18, 19 của tháng 5. Địa chỉ là 504 FM 1092 Stafford 77477. Quý vị nên tới dự cái lớp tu học đó, quý vị sẽ thấy những cái lợi ích rất là thiết thực trong cái đời sống của quý vị. Và Trâm Anh hy vọng rằng Trâm Anh sẽ hội ngộ cùng quý vị trong 3 ngày của cái lớp tu học đó. Và Trâm Anh xin gửi chào thân ái đến cả quý khán thính giả, xin chúc quý vị thân tâm an lạc. Dạ, Trâm Anh cũng kính chào tất cả quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật là bình an.